Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Matthew 22:14. Trong vũ trụ bao la này, có những linh hồn được sinh ra với một sứ mệnh đặc biệt. Một tiếng gọi thầm lặng thôi thúc họ vươn lên, vượt khỏi những giới hạn thông thường của kiếp người. Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, rất có thể bạn là một trong số họ. Không phải ngẫu nhiên mà bạn tìm thấy thông điệp này. Không có sự trùng hợp nào trong vũ trụ này cả. Có một sợi dây vô hình đã dẫn dắt bạn đến đây, một lực hút mãnh liệt từ sâu thẳm tâm hồn bạn đang cộng hưởng với những lời lẽ được viết ra. Phải chăng từ lâu, bạn đã cảm nhận được sự khác biệt trong chính mình? Một cảm giác trách nhiệm sâu sắc, một sứ mệnh đang chờ đợi được khai phá, một gánh nặng trên vai mà những người xung quanh dường như không hề mang. Có lẽ bạn đã từng lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời xuôi ngược, bởi vì bạn biết rằng mình sinh ra để làm những điều vĩ đại hơn, để chạm đến những tầm cao mà người thường khó lòng với tới. Đây không phải là lời nhắn dành cho tất cả mọi người. Đây là lời thì thầm dành riêng cho những linh hồn được chọn, những chiến binh ánh sáng mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng trên trái đất này. Nếu bạn không cảm nhận được sự cộng hưởng, nếu những lời này không khơi dậy ngọn lửa bên trong bạn, thì có lẽ bạn đã nhầm chỗ. Nhưng nếu trái tim bạn đang thổn thức, nếu tâm hồn bạn đang rung lên mãnh liệt, thì xin hãy ở lại. Bởi vì những gì tôi sắp chia sẻ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc hành trình tâm linh của bạn. Đây là những bí mật được gìn giữ qua hàng ngàn năm. Những chìa khóa sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến sức mạnh nội tại, trí tuệ siêu việt và sự bảo vệ thần thánh. Sự kín đáo, khiên chắn bảo vệ linh hồn được chọn. Là một người được chọn, bạn mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt, một ánh sáng thuần khiết có thể thu hút hoặc đe dọa những người xung quanh. Không phải ai cũng đủ bao dung để thấu hiểu con đường bạn đang đi, và không phải ai cũng mang trong mình thiện ý. Chính vì vậy, sự kín đáo là bài học đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cần phải nắm vững. Kín đáo không có nghĩa là che giấu bản thân, mà là sự khôn ngoan trong việc lựa chọn chia sẻ điều gì, với ai và vào thời điểm nào. Giống như một chiến binh mang trong mình thanh bảo kiếm quý giá, bạn cần phải biết cách bảo vệ những viên ngọc quý bên trong mình, trí tuệ, trực giác, sự thấu cảm và những món quà tâm linh đặc biệt. Đừng phơi bày tất cả trước những ánh mắt tò mò, những kẻ gièm pha hay những năng lượng tiêu cực. Hãy tin vào trực giác của bạn, hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và hãy lựa chọn những người đồng hành xứng đáng trên con đường tâm linh của mình, bởi vì sứ mệnh của bạn quá quan trọng và những thử thách phía trước sẽ càng gian nan hơn nếu bạn không có sự chuẩn bị kỹ càng. Hãy tiếp tục cuộc hành trình này cùng tôi và khám phá những bí mật tiếp theo đang chờ đợi bạn. Bí mật thứ nhất, bảo vệ những hiểu biết tâm linh của bạn. Hành trình tâm linh của người được chọn giống như việc khám phá một kho báu ẩn giấu sâu thẳm trong tâm hồn. Mỗi bước đi trên con đường này đều hé lộ những hiểu biết thiêng liêng, những mảnh ghép quý giá góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự thật vũ trụ. Nhưng không phải kho báu nào cũng nên được trưng bày trước mắt người đời. Những hiểu biết tâm linh mà bạn nhận được là những món quà vô giá từ đấng thiêng liêng, được trao tặng riêng cho bạn để soi sáng con đường và củng cố sức mạnh nội tại. Chúng mang trong mình tần số rung động cao, vượt xa tầm hiểu biết của những người chưa thức tỉnh. Giống như những viên ngọc quý được cất giữ cẩn thận, những hiểu biết này cần được bảo vệ khỏi những ánh mắt tò mò, những lời gièm pha và những năng lượng tiêu cực. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn mang một viên kim cương lấp lánh ra giữa chợ trời, liệu có mấy ai nhận ra giá trị đích thực của nó? Có người sẽ chế giễu, có người sẽ nghi ngờ, thậm chí có kẻ sẽ tìm cách chiếm đoạt nó cho riêng mình. Cũng vậy, khi bạn chia sẻ những hiểu biết tâm linh sâu sắc với những người chưa sẵn sàng, họ có thể sẽ không hiểu, thậm chí còn bóp méo và sử dụng chúng để chống lại bạn. Lịch sử đã chứng kiến biết bao nhiêu vị tiên tri, những bậc giác ngộ đã phải chịu đựng sự chế giễu, bức hại, thậm chí là hy sinh mạng sống chỉ vì dám nói lên sự thật. Họ thường nói bằng dụ ngôn hoặc giữ kín những điều mặc khải nhất định cho đến thời điểm thích hợp. Tại sao? Bởi vì họ hiểu rằng sức mạnh của lời nói có thể mang đến ánh sáng hoặc gieo rắc bóng tối, tùy thuộc vào người nghe và hoàn cảnh. Là một người được chọn, bạn được ban tặng trực giác nhạy bén và sự khôn ngoan để phân biệt khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Đừng vội vàng phơi bày tất cả những gì bạn biết, đừng cố gắng thuyết phục người khác tin vào những điều họ chưa sẵn sàng để đón nhận. Hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt của đấng thiêng liêng, hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để chia sẻ trí tuệ của mình. Hãy nhớ rằng, con đường tâm linh là một hành trình cá nhân,
đòi hỏi sự dũng cảm, kiên trì và lòng tin tuyệt đối. Việc bảo vệ những hiểu biết tâm linh không chỉ là cách bạn bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có, mà còn là cách bạn gìn giữ sự tinh khiết của những món quà thiêng liêng, để chúng có thể tỏa sáng rực rỡ nhất khi thời điểm chín mùi. Bí mật thứ hai, vỏ bọc của sức mạnh, che giấu những điểm yếu thiêng liêng. Trên con đường tâm linh đầy chông gai, ngay cả những linh hồn được chọn cũng mang trong mình những điểm yếu, những vết thương chưa lành. Bạn có thể được dẫn dắt bởi thần thánh, được ban tặng sức mạnh phi thường, nhưng bạn vẫn là con người, vẫn mang trong mình những cung bậc cảm xúc, những nỗi sợ hãi và những khoảnh khắc yếu đuối. Tuy nhiên, những điểm yếu này không phải là thứ để phơi bày trước mắt người đời. Chúng là những phần nhạy cảm nhất trong tâm hồn bạn, cần được bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực, những ánh mắt dòm ngó và những ý đồ xấu xa. Hãy tưởng tượng, khi một chiến binh bước vào trận chiến, liệu anh ta có phô bày những vết thương, những điểm yếu của mình cho kẻ thù nhìn thấy? Chắc chắn là không. Bởi vì đó chính là kẽ hở để kẻ thù tấn công, là con đường dẫn đến thất bại. Cũng vậy, khi bạn chia sẻ những điểm yếu của mình với những người không đáng tin cậy, bạn đang vô tình trao cho họ vũ khí để làm tổn thương bạn, để lợi dụng bạn, thậm chí là để hút cạn năng lượng của bạn. Trong thế giới tâm linh, năng lượng là thứ quý giá nhất, và những kẻ ký sinh trùng tâm linh luôn rình rập để hút lấy nguồn năng lượng từ những linh hồn thuần khiết, những người mang trong mình ánh sáng. Điều này không có nghĩa là bạn phải sống trong sự cô lập, phải che giấu hoàn toàn con người thật của mình. Bạn vẫn cần những người bạn đồng hành đáng tin cậy, những người có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những người có thể nâng đỡ bạn khi bạn vấp ngã. Nhưng những người đó phải là những người đã được kiểm chứng qua thời gian, qua những thử thách, những người mà bạn có thể đặt trọn niềm tin. Hãy nhớ đến Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Ngài đã không chia sẻ nỗi đau khổ, sự sợ hãi của mình với đám đông, mà chỉ tâm sự với những môn đồ thân cận nhất. Bởi vì Ngài hiểu rằng, không phải ai cũng có thể thấu hiểu và cảm thông, và việc phơi bày điểm yếu trước những người không xứng đáng chỉ mang lại thêm tổn thương. Là một người được chọn, bạn mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, và việc bảo vệ bản thân, bảo vệ những điểm yếu của mình cũng là một phần của sứ mệnh đó. Hãy sáng suốt trong việc lựa chọn người để chia sẻ, hãy lắng nghe tiếng nói của trực giác, và hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt của đấng thiêng liêng. Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc trên con đường này. Luôn có những người bạn đồng hành, những người thầy tâm linh và những thiên thần hộ mệnh sẵn sàng che chở và giúp đỡ bạn. Hãy vững tin vào sức mạnh của bản thân, hãy can đảm đối mặt với những thử thách và hãy tiếp tục tỏa sáng trên con đường tâm linh của mình. Bí mật thứ ba, bảo vệ năng lượng của bạn như ngọn lửa thiêng. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao người ta lại bị thu hút bởi bạn một cách đặc biệt? Tại sao họ tìm đến bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những trăn trở thầm kín? Đó là bởi vì, hỡi những linh hồn được chọn, các bạn mang trong mình một nguồn năng lượng khác biệt, một ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ sâu thẳm tâm hồn. Nguồn năng lượng ấy chính là ngọn lửa thiêng, là đơn vị tiền tệ tâm linh, là nhiên liệu giúp bạn vận hành sứ mệnh cao cả của mình. Nó là món quà quý giá từ đấng sáng tạo, ban tặng cho bạn sức mạnh để chữa lành, để yêu thương, để dẫn dắt và soi sáng cho những người xung quanh. Nhưng cũng chính nguồn năng lượng đặc biệt này khiến bạn trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ khát năng lượng. Họ giống như những bóng ma đói khát, luôn tìm cách bám víu, hút lấy sức sống của người khác để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình. Họ đến với bạn bằng những lời than vãn bất tận, những câu chuyện bi kịch, những đòi hỏi không ngừng nghỉ. Họ vây quanh bạn, tìm cách rút cạn nguồn năng lượng sống, để lại cho bạn cảm giác kiệt quệ, trống rỗng. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, mất phương hướng sau khi tiếp xúc với một số người nhất định, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy năng lượng của bạn đang bị xâm phạm. Đừng phớt lờ những cảm giác này. Hãy lắng nghe tiếng nói của cơ thể, của tâm trí, của trực giác. Bởi đó chính là cách tâm hồn bạn đang cố gắng cảnh báo, đang kêu gọi bạn bảo vệ ngọn lửa thiêng bên trong. Vậy làm thế nào để bạn bảo vệ nguồn năng lượng quý giá này? 1. Nhận diện những kẻ đánh cắp năng lượng, hãy tinh tế quan sát những người xung quanh. Kẻ đánh cắp năng lượng thường là những người luôn tập trung vào bản thân, vào những vấn đề, khó khăn của họ. Họ hiếm khi lắng nghe, chia sẻ hay quan tâm đến người khác. Họ luôn tìm cách thu hút sự chú ý, đòi hỏi sự giúp đỡ, nhưng lại không bao giờ biết ơn hay đáp trả.
Hai, nghệ thuật nói không. Là một người được chọn, bạn thường có xu hướng muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không phải là siêu nhân, bạn cũng có giới hạn của mình. Học cách nói không với những yêu cầu quá đáng, với những người chỉ biết đòi hỏi và lợi dụng. Nói không không phải là ích kỷ, mà là cách bạn bảo vệ bản thân, bảo vệ nguồn năng lượng để có thể tiếp tục sứ mệnh của mình. 3. Xây dựng vòng tròn bảo vệ. Hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè, người đồng hành. Hãy bao quanh mình với những người mang đến năng lượng tích cực, những người ủng hộ, truyền cảm hứng và tôn trọng con đường tâm linh của bạn. Hạn chế tiếp xúc với những người tiêu cực, những người hay phàn nàn, chỉ trích hoặc ganh tị. 4. Thực hành các phương pháp bảo vệ năng lượng. Có rất nhiều phương pháp giúp bạn bảo vệ và tăng cường năng lượng, chẳng hạn như thiền định, yoga, kết nối với thiên nhiên, sử dụng tinh thể, hình dung ánh sáng bảo vệ. Hãy tìm hiểu và áp dụng những phương pháp phù hợp với bản thân. Hãy nhớ rằng, bảo vệ năng lượng là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Nhưng đó là điều vô cùng quan trọng, bởi chỉ khi có đủ năng lượng, bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ, mới có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đấng Thiêng Liêng đã giao phó. Bí mật thứ tư, bí mật của sự hiện diện thiêng liêng, nghệ thuật bảo vệ và tỏa sáng. Hỡi những linh hồn được chọn, hãy cùng tôi khám phá một bí mật sâu thẳm hơn nữa trên hành trình tâm linh của bạn, bí mật của sự hiện diện thiêng liêng. Vượt lên trên nguồn năng lượng đặc biệt mà bạn sở hữu, chính sự hiện diện của bạn, con người thật của bạn, cũng mang một sức mạnh thiêng liêng khó tả. Nó lan tỏa trong không gian, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và tạo nên những thay đổi kỳ diệu. Bạn có bao giờ bước vào một căn phòng và cảm nhận được bầu không khí thay đổi? Có bao giờ bạn cất tiếng nói và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn? Đó chính là sức mạnh của sự hiện diện thiêng liêng. Nó giống như một hào quang tỏa ra từ bạn, thu hút sự chú ý, khơi dậy cảm xúc và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nhưng với sức mạnh to lớn ấy, đi kèm trách nhiệm cũng không hề nhỏ. Không phải ai cũng xứng đáng được chia sẻ không gian với bạn, được đắm mình trong sự hiện diện thiêng liêng của bạn. Có những người sẽ cảm thấy bị đe dọa, có những người sẽ ghen tị, và cũng có những kẻ sẽ tìm cách dập tắt ánh sáng của bạn vì nó khiến họ cảm thấy lu mờ. Vì vậy, bạn cần phải ý thức rõ ràng về sức mạnh của sự hiện diện và học cách bảo vệ nó khỏi những tác động tiêu cực. 1. Lựa chọn môi trường. Là một người nhạy cảm với năng lượng, bạn cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn môi trường xung quanh. Hãy tránh xa những nơi mang năng lượng tiêu cực, những nơi đầy rẫy sự thù địch, ganh ghét và bóng tối tâm linh. Thay vào đó, hãy tìm đến những không gian yên bình, trong lành, nơi bạn có thể kết nối với thiên nhiên, với những nguồn năng lượng tích cực. 2. Trân trọng sự hiện diện như một món quà. Hãy nhớ rằng, sự hiện diện của bạn là một món quà quý giá, không phải ai cũng xứng đáng được nhận. Đừng lãng phí năng lượng và thời gian cho những người không biết trân trọng, những người chỉ muốn lợi dụng hoặc dập tắt ánh sáng của bạn. Hãy dành sự hiện diện của mình cho những người xứng đáng, những người có thể cùng bạn chia sẻ, đồng hành và phát triển trên con đường tâm linh. 3. Sức mạnh của sự cô độc. Đôi khi, bạn cần rút lui khỏi thế giới ồn ào, náo nhiệt để tìm về sự tĩnh lặng, để nạp lại năng lượng và kết nối sâu sắc hơn với Đấng Thiêng Liêng. Sự cô độc không phải là sự cô lập, mà là một cách để bạn bảo vệ và nuôi dưỡng sự hiện diện thiêng liêng của mình. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, bạn có thể lắng nghe tiếng nói của tâm hồn, soi chiếu vào bên trong và nhận ra những điều mà trước đây bạn chưa từng thấy. Chính Chúa Giê-xu cũng thường xuyên tìm đến sự cô độc để cầu nguyện, để kết nối với Đức Chúa Cha. Ngài hiểu rằng, chỉ khi ở một mình, Ngài mới có thể nạp lại năng lượng, củng cố sức mạnh và tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của mình. Hãy học cách trân trọng sự cô độc. Hãy dành thời gian cho riêng mình, để lắng nghe, để chiêm nghiệm và để ngọn lửa thiêng trong bạn luôn rực cháy. Bí mật thứ 5, sức mạnh của sự im lặng. Trong thế giới ồn ào, náo nhiệt, nơi mà ai cũng muốn lên tiếng, muốn khẳng định bản thân, thì sự im lặng lại trở thành một sức mạnh phi thường, một vũ khí bí mật của những linh hồn được chọn. Sự im lặng không phải là sự yếu đuối, cũng không phải là trốn tránh. Nó là sự lựa chọn có ý thức, là nghệ thuật làm chủ bản thân, là cách để bạn kết nối với nội tâm, với Đấng Thiêng Liêng và với những tầng năng lượng cao hơn. Hãy thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu lần bạn hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ, những lời nói trong lúc nóng giận,
Lời nói một khi đã thốt ra, giống như mũi tên rời khỏi cung, không thể nào lấy lại được. Nó có thể gây ra những tổn thương sâu sắc, tạo nên những rạn nứt không thể hàn gắn. Nhưng sự im lặng thì khác. Sự im lặng là không gian của sự tĩnh lặng, của sự suy ngẫm, là nơi bạn có thể lắng nghe tiếng nói của tâm hồn, quan sát thế giới xung quanh với một cái nhìn sáng suốt và thấu hiểu hơn. Sự im lặng, lá chắn bảo vệ tâm hồn, là một người được chọn, bạn sẽ gặp phải không ít những thử thách, những lời khiêu khích, những sự phản đối. Trong những khoảnh khắc ấy, sự im lặng chính là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ bạn khỏi những năng lượng tiêu cực, khỏi những xung đột không đáng có. Khi bạn chọn im lặng thay vì phản ứng, bạn đang bảo vệ năng lượng của mình, giữ cho tâm hồn được bình an. Bạn không cần phải chứng minh bản thân với những người không hiểu bạn, cũng không cần phải tranh luận với những người cố tình gây sự. Hãy nhớ đến hình ảnh Chúa Giê-xu trước những kẻ buộc tội Ngài. Ngài đã chọn im lặng, ngay cả khi bị sỉ nhục, bị chế giễu, bởi vì Ngài biết rằng sự thật không cần phải được chứng minh bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng chính cuộc sống của Ngài. Nghệ thuật biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Tất nhiên, im lặng không có nghĩa là bạn phải câm lặng trước mọi tình huống. Có những lúc bạn cần phải lên tiếng, cần phải chia sẻ, cần phải bảo vệ lẽ phải. Nhưng hãy học cách phân biệt giữa tiếng gọi của tâm hồn và sự thôi thúc của cảm xúc. Trước khi nói, hãy dành một chút thời gian để tĩnh tâm, để suy ngẫm. Hãy tự hỏi bản thân, lời nói của tôi có mang lại lợi ích gì không? Nó có góp phần lan tỏa yêu thương, ánh sáng hay chỉ là sự phản ứng nóng giận, sự đáp trả thiếu suy nghĩ? Thông thường, sự im lặng là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Trong sự im lặng, bạn thể hiện sự tự chủ, sự khôn ngoan, bạn từ chối để người khác kiểm soát cảm xúc của mình. Và quan trọng hơn cả, bạn tạo không gian cho sự dẫn dắt của Đấng Thiêng Liêng để Ngài soi sáng cho bạn con đường đúng đắn. Hãy luyện tập nghệ thuật im lặng mỗi ngày. Hãy lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và nói ít hơn. Bạn sẽ khám phá ra một sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình, một sức mạnh có thể thay đổi cuộc sống của bạn và của những người xung quanh. Bí mật thứ 6, nghệ thuật của sự kín đáo, bảo vệ thánh địa tâm hồn. Trong thế giới ồn ào và phô trương, nơi mà sự chia sẻ quá mức dường như đã trở thành một quy chuẩn, thì sự kín đáo lại hiện lên như một viên ngọc quý, một bí mật được cất giữ cẩn thận, dành riêng cho những linh hồn được chọn. Sự kín đáo không phải là sự che giấu hay lừa dối. Nó là nghệ thuật của sự khôn ngoan, là khả năng phân biệt điều gì nên được chia sẻ, điều gì nên được giữ kín. Nó là tấm màn bảo vệ cho tâm hồn, cho những suy tư thầm kín, cho những bước đi trên con đường tâm linh. Là một người được chọn, bạn mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng, một hành trình tâm linh đầy những thử thách và khám phá. Và sự kín đáo chính là chiếc chìa khóa giúp bạn bảo vệ bản thân, bảo vệ sứ mệnh của mình khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Tại sao sự kín đáo lại quan trọng? Hãy tưởng tượng hành trình tâm linh của bạn như một khu vườn bí mật, nơi ươm mầm những hạt giống của sự giác ngộ, của tình yêu thương và trí tuệ. Nếu bạn mở toang cánh cửa khu vườn cho tất cả mọi người, liệu những hạt giống quý giá ấy có cơ hội nảy mầm và phát triển? Sự kín đáo chính là hàng rào bảo vệ khu vườn tâm hồn bạn khỏi những kẻ xâm nhập, những kẻ tò mò, những kẻ gièm pha, những kẻ muốn lợi dụng hoặc phá hoại. Nó giúp bạn tránh khỏi những cuộc tấn công tâm linh, những lời chỉ trích, những sự can thiệp không mong muốn. Khi bạn chia sẻ quá nhiều về bản thân, về những kế hoạch, những khó khăn, những thành công của mình, bạn vô tình tạo ra những lỗ hổng trong hàng rào bảo vệ, khiến cho những năng lượng tiêu cực có cơ hội xâm nhập và gây ảnh hưởng đến bạn. Bảo vệ sự tiến bộ tâm linh. Trên con đường tâm linh, bạn sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm, những bước đột phá, những khoảnh khắc giác ngộ. Những trải nghiệm này vô cùng quý giá, chúng là những viên gạch vuông đắp nên sự trưởng thành tâm linh của bạn. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được những trải nghiệm này, cũng như không phải ai cũng xứng đáng được chia sẻ. Việc chia sẻ quá sớm có thể dẫn đến sự hiểu lầm, sự chế giễu, thậm chí là sự tấn công tâm linh từ những người hoặc những thế lực không mong muốn bạn tiến bộ. Hãy giữ những trải nghiệm tâm linh cho riêng mình, hoặc chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng, những người đồng hành trên con đường tâm linh. Hãy để sự trưởng thành của bạn thể hiện qua hành động, qua cách bạn sống, chứ không phải qua những lời nói phô trương. Kín đáo trong các mối quan hệ,
sự kín đáo cũng rất quan trọng trong các mối quan hệ của bạn. Là một người được chọn, bạn sẽ thu hút rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng xứng đáng được bước vào vòng tròn thân thiết của bạn. Hãy sáng suốt trong việc lựa chọn bạn bè, người yêu, người đồng hành. Hãy chia sẻ những điều thầm kín với những người bạn thực sự tin tưởng, những người có thể hiểu và ủng hộ bạn trên con đường tâm linh. Sức mạnh của việc hành động trong im lặng. Hãy học cách hành động trong im lặng. Hãy theo đuổi mục tiêu, thực hiện sứ mệnh của mình mà không cần phải phô trương, khoe khoang. Hãy để thành công của bạn tự lên tiếng. Khi bạn hành động trong im lặng, bạn tránh được sự can thiệp, sự soi mói, sự dòm ngó từ bên ngoài. Bạn có thể tập trung toàn bộ năng lượng vào việc thực hiện sứ mệnh, vào việc hoàn thiện bản thân. Hỡi những linh hồn được chọn, hãy trân trọng và thực hành nghệ thuật của sự kín đáo. Hãy biến nó thành tấm áo giáp bảo vệ tâm hồn, bảo vệ sứ mệnh thiêng liêng của bạn. Hãy nhớ rằng, giàu có thật sự là giàu có bên trong, và sức mạnh đích thực là sức mạnh của sự tĩnh lặng. Bí mật thứ 7, khắc chế biển cảm xúc, làm chủ bản thân. Cảm xúc là một phần không thể thiếu của con người, ngay cả những linh hồn được chọn cũng không ngoại lệ. Niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận, tình yêu thương, tất cả đang xen vào nhau tạo nên bức tranh đa sắc màu của cuộc sống. Nhưng trên con đường tâm linh, bạn không thể để những con sóng cảm xúc cuốn mình đi. Bạn phải học cách làm chủ chúng, biến chúng thành đồng minh chứ không phải kẻ thù. Khắc chế cảm xúc không có nghĩa là kìm nén hay phớt lờ chúng. Nó là quá trình thấu hiểu, chấp nhận và chuyển hóa những năng lượng cảm xúc thành sức mạnh nội tại. Tại sao làm chủ cảm xúc lại quan trọng? Là một người được chọn, bạn là một chiến binh tâm linh, mang trong mình sứ mệnh cao cả. Và giống như bất kỳ chiến binh nào, bạn cần sự tỉnh táo, tập trung và sáng suốt để vượt qua những thử thách, những trận chiến cam go. Khi cảm xúc lấn át, bạn sẽ mất đi sự kiểm soát, đánh mất phương hướng. Nó giống như một cơn bão dữ dội, cuốn trôi lý trí, che mờ phán đoán và khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy nhớ đến câu chuyện của Moses, dù được chọn để dẫn dắt dân tộc mình đến miền đất hứa, nhưng chỉ vì một phút nóng giận, ông đã đánh mất cơ hội bước vào vùng đất thiêng liêng. Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những người được thần thánh lựa chọn cũng có thể gục ngã trước sức mạnh của cảm xúc nếu không biết cách chế ngự nó. Hành trình chinh phục cảm xúc. Để làm chủ cảm xúc, trước hết bạn cần phải nhận thức được chúng. Hãy quan sát nội tâm, lắng nghe những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Khi cơn giận ập đến, khi nỗi buồn bao trùm, hay khi sự lo lắng len lỏi, hãy dừng lại một chút, hít thở sâu và tự hỏi, tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Nguyên nhân sâu xa của cảm xúc này là gì? Thông thường, cảm xúc chỉ là bề nổi của những vấn đề tiềm ẩn bên trong, như những nỗi sợ hãi, những tổn thương chưa được chữa lành, những kỳ vọng không được đáp ứng. Khi bạn hiểu được gốc rễ của vấn đề, bạn sẽ có thể giải quyết nó một cách hiệu quả, thay vì chỉ đơn thuần phản ứng với những cảm xúc nhất thời. Tiếp theo, hãy rèn luyện khả năng điều tiết cảm xúc, đó là khả năng kiểm soát, quản lý và chuyển hóa cảm xúc một cách lành mạnh. Thay vì phản ứng một cách bộc phát, hãy học cách đáp trả một cách tỉnh táo và khôn ngoan. Khi đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ, hãy hít thở sâu, tìm một không gian yên tĩnh để lắng dịu tâm trí, để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Hãy tự hỏi bản thân, trong tình huống này, cách hành xử nào là tốt nhất? Hành động nào sẽ mang lại kết quả tích cực? Hãy nhớ rằng, làm chủ cảm xúc không đồng nghĩa với việc kìm nén chúng. Cảm xúc bị dồn nén sẽ không biến mất, mà sẽ tích tụ lại, chờ đến lúc bùng nổ mạnh mẽ hơn. Hãy chấp nhận cảm xúc của mình, nhưng đừng để chúng điều khiển bạn. Biến cảm xúc thành sức mạnh. Cảm xúc, khi được kiểm soát và chuyển hóa đúng cách, có thể trở thành nguồn sức mạnh to lớn trên con đường tâm linh của bạn. Cơn giận chính đáng có thể thúc đẩy bạn hành động vì công lý, vì lẽ phải. Nỗi buồn có thể nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, giúp bạn thấu hiểu và sẻ chia với những người xung quanh. Niềm vui có thể lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hãy học cách sử dụng cảm xúc như một công cụ, một nguồn năng lượng để phục vụ cho sứ mệnh của bạn. Hãy biến những thăng trầm cảm xúc thành những bước tiến trên con đường tâm linh, để bạn ngày càng tỏa sáng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế giới này. Bí mật thứ 8, duy trì sự cân bằng trong mọi thứ.
sự cân bằng là nền tảng của cuộc sống của một người được chọn. Không có sự cân bằng, ngay cả những chiến binh tâm linh mạnh mẽ nhất cũng có thể gục ngã. Sự cân bằng là điều giữ cho bạn vững vàng, cho phép bạn đi trên ranh giới mong manh giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất mà không đánh mất chính mình trong cả hai. Nhưng việc duy trì sự cân bằng trong thế giới hỗn loạn ngày nay không hề dễ dàng. Bạn liên tục bị kéo theo nhiều hướng khác nhau, công việc, các mối quan hệ, trách nhiệm và tất nhiên là cả con đường tâm linh của bạn. Nếu không cẩn thận, bạn có thể thấy mình bị choáng ngợp, kiệt sức hoặc mất kết nối với mục đích cao cả của mình. Làm thế nào để duy trì sự cân bằng khi là một người được chọn? Đầu tiên, hãy ưu tiên đời sống tâm linh của bạn. Là một người được chọn, sự kết nối tâm linh của bạn là nền tảng cho mọi việc bạn làm. Không có nó, bạn sẽ mất phương hướng và mục đích sống. Cho dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian mỗi ngày cho các hoạt động tâm linh, cầu nguyện, thiền định, suy ngẫm hoặc đơn giản là ngồi trong im lặng. Sự kết nối hàng ngày này với đấng thiêng liêng sẽ giúp bạn tập trung và mang lại cho bạn sự rõ ràng và sức mạnh cần thiết để vượt qua những thử thách của thế giới. Thứ hai, hãy thực hành chăm sóc bản thân. Bạn không thể rót ra từ một chiếc cốc trống. Sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của bạn cũng quan trọng như sức khỏe tâm linh của bạn. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi và tập thể dục. Chăm sóc tâm trí của bạn bằng cách thiết lập ranh giới, tránh môi trường độc hại và tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui và sự bình yên. Hãy nhớ rằng, sự cân bằng là việc chăm sóc toàn bộ bản thân, không chỉ khía cạnh tâm linh. Thứ ba, hãy học cách nói không. Là một người được chọn, mọi người sẽ tự nhiên bị thu hút bởi bạn, tìm kiếm sự hướng dẫn, ánh sáng và năng lượng của bạn. Mặc dù việc giúp đỡ và nâng đỡ người khác là một phần sứ mệnh của bạn, nhưng bạn cũng phải bảo vệ bản thân khỏi bị lợi dụng quá mức. Bạn không chịu trách nhiệm cho sự chữa lành của tất cả mọi người và bạn không thể giải quyết vấn đề của tất cả mọi người. Hãy học cách phân biệt khi nào nên can thiệp và khi nào nên lùi lại. Nói không không phải là ích kỷ, nó cần thiết để duy trì sự cân bằng. Thứ tư, hãy nuôi dưỡng một tư duy cân bằng. Điều này có nghĩa là tránh mọi thái cực. Cho dù là trong cảm xúc, hành vi hay niềm tin, thái cực có thể dẫn đến mất cân bằng. Hãy giữ vững lập trường. Tìm kiếm trí tuệ từ cả nguồn tâm linh và thực tế. Hãy nhớ rằng bạn đang sống trong cả thế giới tâm linh và thế giới vật chất, và mỗi thế giới đều có vị trí của nó trong hành trình của bạn. Khi bạn tập trung quá nhiều vào cái này và bỏ bê cái kia, sự mất cân bằng sẽ theo sau. Cân bằng các mối quan hệ. Sự cân bằng đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ của bạn. Là một người được chọn, các mối quan hệ của bạn có thể củng cố hoặc làm suy yếu con đường tâm linh của bạn. Hãy bao quanh mình với những người ủng hộ sự phát triển của bạn, những người hiểu tầm quan trọng của sứ mệnh của bạn và những người mang lại sự tích cực cho cuộc sống của bạn. Đồng thời, hãy tạo khoảng cách với những người làm tiêu hao năng lượng của bạn hoặc kéo bạn ra khỏi mục đích cao cả của mình. Tuy nhiên, sự cân bằng không có nghĩa là cắt đứt tất cả các mối quan hệ với những người đang gặp khó khăn hoặc đang cần sự giúp đỡ. Nó có nghĩa là biết bạn nên cho đi bao nhiêu và khi nào nên lùi lại để nạp lại năng lượng. Bạn không được kêu gọi để trở thành người tử vì đạo cho vấn đề của tất cả mọi người, nhưng bạn được kêu gọi để trở thành ánh sáng. Sự cân bằng cho phép bạn hoàn thành vai trò đó mà không đánh mất chính mình trong quá trình này. Duy trì sự cân bằng giữa cô độc và kết nối. Cuối cùng, hãy cân bằng thời gian của bạn giữa sự cô độc và kết nối. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, sự cô độc là điều cần thiết cho sự đổi mới tâm linh của bạn. Chính trong những khoảnh khắc yên tĩnh này, bạn nhận được sự hướng dẫn, sức mạnh và sự rõ ràng từ đấng thiêng liêng. Nhưng điều quan trọng không kém là sự kết nối của bạn với những người khác. Là một người được chọn, bạn ở đây để hướng dẫn, truyền cảm hứng và nâng đỡ. Điều này đòi hỏi sự tương tác với thế giới xung quanh bạn. Điều quan trọng là tìm ra nhịp điệu phù hợp với bạn, dành đủ thời gian một mình để nạp lại năng lượng cho tinh thần của bạn, nhưng đừng cô lập bản thân hoàn toàn khỏi thế giới. Bạn có một sứ mệnh phải hoàn thành, và sứ mệnh đó đòi hỏi bạn phải tương tác với những người khác. Hãy cân bằng sự cô độc với những kết nối có ý nghĩa, và bạn sẽ thấy rằng sức mạnh tâm linh của bạn ngày càng mạnh mẽ hơn với mỗi lần tương tác. Những người được chọn,
Việc làm chủ cảm xúc và duy trì sự cân bằng không chỉ là mục tiêu cá nhân, chúng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển tâm linh của bạn. Làm chủ cảm xúc giúp bạn tập trung và kiểm soát, trong khi sự cân bằng đảm bảo rằng bạn luôn vững vàng và phù hợp với sứ mệnh của mình. Hãy nhớ rằng, bạn đang đi trên một con đường thiêng liêng và mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nhận thức, kỷ luật và sự duyên dáng. Bằng cách làm chủ cảm xúc của mình và sống một cuộc sống cân bằng, bạn trao quyền cho bản thân để bước đi trên thế giới với sức mạnh, trí tuệ và mục đích thiêng liêng. Bí mật thứ 9, xây dựng pháo đài tâm linh, chống lại bóng tối. Hỡi những linh hồn được chọn, các bạn mang trong mình sự nhạy cảm đặc biệt với thế giới tâm linh, một khả năng cảm nhận những rung động tinh tế mà người thường khó lòng nhận biết. Đó là món quà vô giá, giúp bạn kết nối sâu sắc với vũ trụ, với đấng thiêng liêng. Nhưng cũng chính sự nhạy cảm này khiến bạn dễ bị tổn thương trước những năng lượng tiêu cực, những cuộc tấn công tâm linh đến từ con người, môi trường hay thậm chí là từ những thế lực vô hình. Những cuộc tấn công này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, sự mệt mỏi triền miên, cảm giác bất an, những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại, những cơn ác mộng, sự mất phương hướng, hay thậm chí là những bệnh tật về thể chất. Vì vậy, việc bảo vệ tâm hồn, xây dựng một pháo đài tâm linh vững chắc là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi người được chọn. Những chiến lược bảo vệ tâm hồn: 1. Kết nối với nguồn sáng thiêng liêng. Mỗi liên kết với đấng sáng tạo, với nguồn năng lượng yêu thương vô điều kiện, chính là lá chắn mạnh mẽ nhất bảo vệ bạn khỏi bóng tối. Hãy nuôi dưỡng sự kết nối này mỗi ngày thông qua cầu nguyện, thiền định, đọc kinh sách hay đơn giản là dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe tiếng nói của tâm hồn. Khi bạn sống trong sự kết nối với đấng thiêng liêng, bạn sẽ được bao bọc bởi ánh sáng, bởi tình yêu thương và sự bảo vệ thần thánh. Những năng lượng tiêu cực sẽ khó lòng xâm nhập và gây ảnh hưởng đến bạn. 2. Sử dụng các công cụ tâm linh. Bên cạnh việc kết nối với đấng thiêng liêng, bạn cũng có thể sử dụng những công cụ tâm linh để tăng cường sự bảo vệ cho bản thân. Đó có thể là những lời cầu nguyện, những câu thần chú, những hình ảnh, biểu tượng mang năng lượng tích cực, hay những viên đá phong thủy có khả năng thanh tẩy và bảo vệ. Hãy tìm hiểu và sử dụng những công cụ phù hợp với bản thân để tạo nên một lớp áo giáp vững chắc cho tâm hồn. 3. Thanh tẩy năng lượng thường xuyên. Giống như cơ thể vật chất cần được tắm rửa sạch sẽ, tâm hồn cũng cần được thanh tẩy để loại bỏ những năng lượng tiêu cực bám víu. Bạn có thể sử dụng những phương pháp thanh tẩy như đốt tinh dầu, tắm nước muối, thiền định dưới ánh sáng mặt trời, hình dung ánh sáng trắng bao quanh cơ thể. Hãy lựa chọn những phương pháp phù hợp với bản thân và thực hiện thường xuyên để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng, thuần khiết. Nhận biết những dấu hiệu của cuộc tấn công tâm linh, để bảo vệ bản thân một cách hiệu quả, bạn cần phải nhận biết được những dấu hiệu của cuộc tấn công tâm linh. Khi bạn cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi một cách vô cớ, khi những suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khi bạn gặp những giấc mơ đáng sợ, khi bạn cảm thấy mất kết nối với đấng thiêng liêng, mất phương hướng trên con đường tâm linh, thì đó có thể là những dấu hiệu cho thấy bạn đang bị tấn công. Đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và củng cố pháo đài tâm linh của mình. Hãy cầu nguyện, thiền định, kết nối với nguồn sáng thiêng liêng và sử dụng những công cụ bảo vệ mà bạn có. Hãy nhớ rằng, bóng tối chỉ có thể tồn tại khi thiếu vắng ánh sáng, và bạn, với sức mạnh tâm linh của mình, chính là nguồn sáng soi chiếu, xua tan bóng tối và bảo vệ chính mình. Bí mật thứ 10, nương tựa vào đấng thiêng liêng, nguồn sức mạnh vô tận. Hỡi những linh hồn được chọn, trên hành trình tâm linh đầy thử thách và vinh quang này, có một bí mật tối thượng là nền tảng cho tất cả những bí mật khác: duy trì kết nối vững chắc với đấng thiêng liêng. Kết nối này chính là sợi dây liên kết giữa bạn với nguồn sức mạnh vô tận của vũ trụ, là nơi bạn tìm thấy sự hướng dẫn, sự bảo vệ và nguồn cảm hứng bất tận. Nó là ngọn hải đăng soi sáng con đường, là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Củng cố kết nối thiêng liêng, hãy dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện với đấng thiêng liêng, dù bạn gọi đó là cầu nguyện, thiền định hay đơn giản là những phút giây tĩnh lặng để lắng nghe tiếng nói của tâm hồn. Trong những khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bạn gạt bỏ mọi lo toan, muộn phiền của thế giới bên ngoài để hòa mình vào dòng chảy yêu thương và trí tuệ của vũ trụ. Bạn lắng nghe những lời thì thầm của trực giác, đón nhận những thông điệp, những sự dẫn dắt từ đấng thiêng liêng. Đừng để những bộn bề của cuộc sống cuốn bạn đi quá xa. Hãy nhớ rằng, kết nối với đấng thiêng liêng là ưu tiên hàng đầu,
là nguồn năng lượng giúp bạn vững vàng trên con đường mình đã chọn. Ngay cả Chúa Giê-xu, với sứ mệnh cao cả của mình, cũng luôn dành thời gian để cầu nguyện, để kết nối với Đức Chúa Cha. Ngài hiểu rằng, chỉ khi nương tựa vào sức mạnh thiêng liêng, Ngài mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Lắng nghe tiếng nói của tâm hồn, kết nối với đấng thiêng liêng không chỉ là việc nói, mà còn là việc lắng nghe. Hãy học cách lắng nghe tiếng nói của trực giác, lắng nghe những thông điệp được gửi đến bạn thông qua những giấc mơ, những sự kiện, những con người bạn gặp gỡ. Để lắng nghe được những lời thì thầm của tâm hồn, bạn cần phải tạo ra không gian yên tĩnh cho riêng mình, gạt bỏ những tạp niệm, những ồn ào của thế giới bên ngoài. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng rằng đấng thiêng liêng luôn ở bên, luôn lắng nghe và sẵn sàng hướng dẫn bạn. Quy phục trước ý muốn thiêng liêng. Quy phục không có nghĩa là yếu đuối hay đầu hàng. Nó là sự tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của đấng thiêng liêng, là sự chấp nhận rằng có những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Là một người được chọn, con đường của bạn có thể không giống với những người khác. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy lạc lõng, hoang mang, không hiểu vì sao mình phải trải qua những thử thách, những khó khăn. Nhưng hãy tin rằng, mỗi bước đi trên con đường này đều có ý nghĩa, đều là một phần của kế hoạch thiêng liêng. Hãy buông bỏ những lo lắng, sợ hãi, hãy trao phó bản thân cho sự dẫn dắt của đấng thiêng liêng và bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Sức mạnh của đức tin. Đức tin là nền tảng của sự kết nối với đấng thiêng liêng. Nó là ngọn lửa soi sáng con đường, là sức mạnh nâng đỡ bạn vượt qua những thử thách. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy nghi ngờ, chán nản, muốn buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng, đấng thiêng liêng luôn ở bên, luôn yêu thương và ủng hộ bạn. Đức tin không phải là sự mù quáng, mà là sự lựa chọn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu thương và trí tuệ vũ trụ. Khi bạn giữ vững đức tin, bạn sẽ luôn tìm thấy sức mạnh để bước tiếp, để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình. Hỡi những linh hồn được chọn, hãy luôn giữ vững kết nối với đấng thiêng liêng, hãy nương tựa vào sức mạnh của Ngài, để con đường tâm linh của bạn luôn tràn ngập ánh sáng, tình yêu thương và sự bình an. Hành trình của ánh sáng, lời kết dành cho những linh hồn được chọn. Hỡi những chiến binh ánh sáng, những người mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, hành trình mà bạn đang bước đi là một hành trình đầy vinh quang, nhưng cũng đầy chông gai thử thách. Trên con đường ấy, sẽ có những lúc bạn cảm thấy lạc lõng, hoang mang, thậm chí là muốn buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc. Luôn có những lực lượng vô hình đang dõi theo, che chở và dẫn dắt bạn. Hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt ấy, hãy tin tưởng vào sức mạnh nội tại của bản thân và hãy luôn giữ vững ngọn lửa tâm linh trong tim. Những bí mật mà chúng ta đã cùng nhau khám phá trên hành trình này chính là những chiếc chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa dẫn đến sức mạnh, trí tuệ và sự bảo vệ thần thánh. Hãy ghi nhớ và áp dụng chúng vào cuộc sống để bạn có thể vững vàng vượt qua mọi thử thách, để ánh sáng của bạn ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Hãy luôn ghi nhớ hai điều quan trọng nhất, bảo vệ tâm hồn khỏi những năng lượng tiêu cực và duy trì kết nối vững chắc với đấng thiêng liêng. Tâm hồn bạn là một khu vườn thiêng liêng, cần được chăm sóc, vun trồng và bảo vệ khỏi những loài sâu bệnh, những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc độc hại, những cám dỗ của thế giới vật chất. Kết nối với đấng thiêng liêng là nguồn sức mạnh vô tận, là nơi bạn tìm thấy sự bình an, niềm tin và sự hướng dẫn. Hãy nuôi dưỡng sự kết nối này mỗi ngày, để bạn luôn cảm nhận được sự hiện diện, sự yêu thương và che chở của Ngài. Con đường tâm linh là một hành trình không ngừng học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, sẽ có những lúc bạn cảm thấy lạc lối, nhưng đừng nản lòng. Hãy đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục bước đi. Mỗi thử thách, mỗi khó khăn đều là một bài học quý giá giúp bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Hãy đón nhận chúng với lòng biết ơn, bởi chúng chính là những viên gạch vuông đắp nên con người bạn, giúp bạn tỏa sáng rực rỡ hơn. Khi bạn đã tìm thấy ánh sáng, hãy chia sẻ nó với những người xung quanh. Hãy lan tỏa yêu thương, sự tử tế và những giá trị tốt đẹp đến thế giới này. Mỗi người chúng ta đều là một phần của vũ trụ, đều có sứ mệnh riêng để hoàn thành. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu thương, sự hòa bình và ánh sáng ngự trị. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trên hành trình này. Xin gửi đến bạn lời chúc bình an, hạnh phúc và tràn đầy ánh sáng. Hãy tiếp tục tỏa sáng,
hãy tiếp tục lan tỏa yêu thương và hãy tin tưởng rằng bạn đang làm những điều tuyệt vời. Hẹn gặp lại bạn trên những chặng đường tiếp theo.